sau lại im lặng trước những luận điệu xuyên tạc. Chuyện thằng BBC bịa đặt xuyên tạc lời bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhằm chia rẽ Bắc Nam, kích động phản ứng tiêu cực của người dân với thể chế chính trị hiện tại đang rầm rộ trên mạng, mà sao báo chí nhà nước ngồi im. Không chỉ có BBC mà ở trong nước đám luật sư rầm Lê Văn Luân, Nguyễn Xuân Diện cũng be be theo sao không thấy báo chí thực hiện nhiệm vụ phản bác như yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thủ đoạn của BBC không mới vẫn là đưa hình ảnh lãnh đạo rồi gán ghép, cắt cúp hoặc thêm thắt vài từ nhằm thay đổi từ ngữ của câu, có đó kích động dân chúng. Xin trích nguyên văn câu nói của ông Nguyễn Thận Nhân từ clip tại hội nghị tiếp xúc cử tri quận 2, thành phố Hồ Chí Minh như sau vào ở khu tái định cư chỉ trả tiền điện tiền nước không trả tiền nhà không trả tiền dịch vụ ở đấy cho đỡ cực thôi chứ không phải ở đấy để si xóa trách nhiệm chưa xong đâu không có si xóa thành phố không có gạt bà con thành ủy không có gạt bà con câu này là ông nhân khi khuyên người dân chuyển từ chỗ tạm cư lên chỗ tái định cư để tránh sự thiếu thốn trong lúc chờ xử lý và hoàn toàn không đề cập đến bắc nam ông khuyên có ý trấn an vì ông hiểu rõ người dân sợ rằng lên chỗ tái định cư coi như đã nhận đền bù nên không chịu câu nói trên rõ ràng trong clip nhưng đám mất dạy lại xuyên tạc thành tôi nói tiếng bắc nhưng tôi là người nam tôi không gạt bà con đâu mục đích của việc xuyên tạc trên không nói các anh các chị cũng hiểu và báo chí thì càng hiểu vậy mà không báo nào lên tiếng đấu tranh với cái sai cái ác vì sao thế